Nếu em là một người đàn ông mạnh mẽ, em sẽ lớn hơn người phụ nữ em yêu, kể cả khi em nhỏ tuổi hơn cô ấy. Ê, bây giờ vô cận tao chưa? Cận chi cha, sắp chết cận gì? Có lừa không vậy hả? Hai đứa đó làm tốt như vậy, tại sao lại không được vào? Kết quả này tôi không phục, em cũng không phục. Làm liền. Nhưng các cậu bây giờ tha hóa về lối sống, suy đồi về đạo đức, mạnh dạn lên, cần phải quán triệt về tư tưởng. Quán triệt. Sao chị không chọn người bên chị suốt 10 năm? Chân ái của bà sẽ xuất hiện tại hồ bơi lúc 3 giờ chiều. Em bước cửa. Chị có cách. Quỳnh Anh đang cần một người phụ nữ ở bên cạnh để san sẻ. Em nhất định phải trở thành người phụ nữ đó. Ai cười vậy? Mời ra ngoài luôn đi. Đang quay mà cười ôm sùm. Quỳnh Anh vì anh mà thay đổi rất nhiều. Anh nghĩ chuyện đó chuyện bình thường, bởi vì phụ nữ sinh ra là phải nghe lời và chiều chuộng đàn ông mà. Tôi thay đổi vì người yêu mình thì có gì là sai? Bạn đừng có ghét khi tôi có người khác chăm sóc chứ. Mày chút xíu là tao hôn mày đúng không? Anh làm gì vậy? Tôi yêu tôi là cậu sai rồi. Hai đứa về đặt xuống nhau, vì yêu cứ đâm đầu, giờ ôm đầu máu ngồi nhìn nhau. Anh xin lỗi mẹ, để mẹ buồn. Đang buồn nè, buồn nãy giờ rồi. Em yêu chị. Nhưng mà chị không thể nào yêu một người nhỏ tuổi hơn chị được. Team marketing, làm to chuyện này lên cho tôi. Làm càng to càng tốt.